Vâng, Hoàng Gia Lô xin kính chào các bác nhá. Rất vui hôm nay Hoàng Gia Lô này em lại lên tiếp tục những cái clip mới để phục các bác ạ. Vâng, và những lượt trước thì em thường lên sóng những cái bộ dàn của Mini và rất nhiều các bác đã quan tâm ủng hộ, cũng có gọi như cho bên em mà hỏi rằng bên có bán Hoàng Gia Lô có bán những cái dàn của Trung không, thì hôm nay thì em giới thiệu cho các bác luôn. Hôm nay em nên tạm trước ba cái bộ dàn Trung các nhá, Trung giá rẻ, Trung một cục. Và sẽ công bố những kích thước, chiều cao cũng như là tình trạng hoạt động cũng như là báo giá cho các bác chi tiết trong video này. Và ở đây em thường một cái cục nó không có loa các nhá, thì em sẽ bán cho các bác là bác nào đang có loa thì mua về để ghép với nó nhá. Cái bộ này có chỉnh bát trung tép các bác nhá, rất là hay các bác nhá. Đó. Thì hôm nay thì em xin phép đi từ trái qua phải. Đầu tiên là bộ Kenwood. Đấy, Kenwood, bộ này thì có chiều cao là của dàn khoảng 35 cm các bác nhá. 35 cm ạ. Chạy AUX thôi. Tất cả các đĩa CD là hỏng hết rồi, không chạy nữa. Trùng dây cô loa hoặc là mắt bẩn thì các bác mua về các bác tự thử xử lý nhá, hoặc là mang ra thợ. Cái này là em nói luôn, em mua về là em như sao em bán thế, em không có xử lý động đậy vào những cái này. Đó. Nó hỏng thì bán giá rẻ, mà nó hoạt động tốt thì bán giá cao hơn một chút. Đấy. Thì đây là bộ dàn có thể chỉnh được bắt trung tép, chỉnh equalizer các bác nhá. Đấy, các bác nhìn là chỉnh equalizer này. Các bác nhìn cái điện tử này này. Đấy. Chất âm của bộ này là khá hay các bác nhá. Đây, mặt sau của loa nhá. Mặt sau của loa các bác nhá. Các bác nhìn lời mặt sau nhá. Chất âm của Kenwood thì thiên về đường bass rất là khỏe các bác nhé. Bác nào muốn nghe nhạc nhiều bass thì các bác nên chọn Kenwood. Kenwood thì nếu nói về dàn thì nó vẫn là thuộc phân khúc đẳng cấp hơn so với các thương hiệu khác các bác nhé. Đó, chia tay bộ Kenwood số 1, giá em báo là 1.600.000, giá 1.600.000 đồng các bác nhé. Giá chưa bao ship và ship code toàn quốc cho các bác ạ. Đó. Tiếp theo sang bộ số 2 thì đây em có bộ của đây là bộ Panasonic. Đó, tiện thể em quay mặt sau cho bác. Con này thì mặt sau thì loa này thì nó trông được đẹp lắm. Đây là mốc, mặt sau là mốc. Phần dưới là nó hơi nhem nhem tí nhưng không phải vỡ các bác nhá. Nó không phải là vỡ hẳn ra mà nó là bị mất miếng thì là nó bị em giỏ keo cho nó chắc rồi. Đó. Nếu bác không quan tâm về đằng sau quá thì ok. Đây loa này đây là tất cả là mốc các bác nhá. Các bác phải lau cho em này. Đấy, hàng nó về này em cũng chỉ gọi là quạt test qua thôi chứ không vệ sinh nó quá kỹ đâu. Nên là các bác mua về có nhiều thời gian hơn ấy thì các bác có thể làm test qua lau kỹ cho em. Cái này cũng có chỉnh equalizer các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Màn hình điện tử đây, chỉnh vào đây chúng ta nhìn vào đây nhá. Chỉnh V bass, tăng bass đầy đủ các bác nhá. Nghe điện thoại các bác nhá. Dòng Pana thì chất âm cũng khá là tốt các bác ạ. Loa thì đằng trước thì khá là đẹp, có đằng sau thì em cũng nói rõ rồi. Đằng trước thì nhìn khá ok, nếu là bác không quan tâm đến đằng sau thì bộ này cũng khá là đẹp. Và chất âm thì cũng không thua kém gì bộ của Kenwood các bác nhá. Bộ này em đang bán giá 1.500.000. 1.500.000 các bác nhá. Ok, sang bộ cuối cùng của ngày hôm nay là bộ của Panasonic. Bộ này thì có size nó nhỏ hơn một chút. Đó, bây giờ em sẽ cắm nhạc thử cho các bạn luôn. Đây. Đêm súng vang về trong giấc mùa say là khi anh. Bộ này thì nó sở hữu 3 loa. Đấy, một loa đây nó là một loa chung, một loa tép và đây là loa bass cộng hưởng các bác nhá, bass cộng hưởng. Đấy. Nó là loa bass cộng hưởng nên là chất âm của nó cũng khá là tốt, cũng có chỉnh equalizer V bass đầy đủ, có cả chế độ hát karaoke. Chỉnh equalizer đây. Đấy, chỉnh rất là nhiều các tính năng chỉnh như đây các bác nhé. Các bác có thể tham khảo bộ này. Chất âm khá tốt luôn, nhỏ hơn so với các dàn khác. Đấy, nhưng mà chất âm thì cũng không thua kém các bác nhá.
nhá. Mặt sau loa rất đẹp nhá. Đấy, mặt sau loa rất đẹp các nhá. Rất đẹp nhá, góc cạnh còn đẹp. Chiều cao của loa nó chỉ khoảng 30 thôi các bác. 30. Đó. Chia tay bộ số 3 thì sang cái bộ dàn một cục. Tiếc là loa nó không có, em sẽ bán rẻ cho các bác. Em xin phép một bộ Panasonic số 3 này em bán là 1,5 triệu các bác nhá, 1,5 triệu ạ. Em xin phép một chút. Sang bộ cái bộ cục này thì đây nó có chỉnh mider này. Đấy, các bác tăng cái này này. Đó, vặn bằng cái nút này nhá. Tăng này này. Đấy, tăng giảm này. Hai là check này. Đấy. Tăng giảm này có thấy chưa? Cộng trừ này. Tiếp theo là lao là bát này. Đấy, thì cái bộ này nó có chỉnh bát chung tiếp. Các nào muốn nghe nhạc mạnh này, muốn nghe chỉnh nó dễ thì các dùng cái bộ này. Kết hợp với một đôi loa này các nhá, một đôi loa dàn. Đôi loa dàn thì càng tốt. Đấy. Cục này em đang bán cho các bác giá cực kỳ rẻ thôi. Cục này em lấy các bác giá 600k. 600 ngàn đồng, giá không bao ship và ship quốc toàn quốc nhá. Đấy. Thì tổng hôm nay có 3 bộ dàn. 1,6 triệu, 1,5 triệu, 1,5 triệu và bộ này là 600k. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với sớm với em nhá, liên hệ sớm với em với số điện thoại trên ạ. Tấm biển là 0975884409. Các bác liên hệ sớm nhá, vì một số các bác là liên hệ hơi muộn nên là hàng thì em đã bán mất rồi. Nên là cũng hơi tiếc và cũng thôi thì cũng không biết làm thế nào cả. Thì các bác vui lòng thông cảm thì tiếp tục theo dõi kênh, đăng ký kênh để theo dõi những cái clip tiếp theo. Sắp tới còn về rất là nhiều dàn nữa thì em sẽ liên tục cập nhật trên video hàng ngày cho các bác vào khung giờ từ 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày. Cảm ơn các bác nhé và cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm, ủng hộ và mua hàng của Hoàng Gia Audio ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video gần nhất của Hoàng Gia Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.